Thời tiết Bắc Kinh thất thường, gió mạnh tấn công vạn lý tường thành. Đường hầm Trịnh Châu lại bị ngập, bão mạnh đổ bộ Phúc Kiến. Công dân Trung Quốc bị Hoa Kỳ truy tố vì buôn lậu 2 tấn tiền chất nguy hiểm, gây ra cái chết cho hàng chục nghìn người Mỹ. Người dự đoán chính xác của ám sát ông Trump tiên đoán cựu tổng thống sẽ bị ám sát một lần nữa. Thời tiết Bắc Kinh thất thường, gió mạnh tấn công vạn lý tường thành. Gần đây, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 7, nhiều cư dân Bắc Kinh chia sẻ lên Internet rằng thời tiết oi bức đang đổ bộ thủ đô của Trung Quốc. Một số người phàn nàn, hôm nay trời nóng kinh khủng. Do độ ẩm không khí cao nên nhiệt độ ở Bắc Kinh vào chiều ngày 23 tháng 7 đã vượt quá 40 độ C, khiến thời tiết vô cùng nóng bức. Tuy nhiên, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự báo rằng từ chiều ngày 24 tháng 7 đến tối ngày 25 tháng 7, Bắc Kinh sẽ có mưa to đến mưa rất to, có mưa lớn cục bộ ở phía Tây và dọc theo vùng núi phía Bắc cùng phía Đông Nam. Khoảng trưa ngày 24 tháng 7 sẽ có mưa dông và gió mạnh cục bộ ngắn hạn trên cấp 7 cùng mưa đá nhỏ. Vào lúc 21:05 ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Đài phát thanh giao thông Bắc Kinh sau đó đưa tin rằng vào ngày 24 tháng 7, nhiều chuyến tàu trên tuyến đường sắt ở ngoại ô Bắc Kinh đã tạm thời bị đình chỉ vì cảnh báo mưa lớn. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, một số cư dân mạng Trung Quốc đã đăng một đoạn video cho biết thời tiết dạo này ngày càng khắc nghiệt và biến chuyển khó lường. Trời đang nắng nóng bỗng chuyển sang gió mạnh cùng mưa lớn khiến nhiều người mất cảnh giác. Một đoạn video đăng tải trên Internet cho thấy mưa lớn và gió mạnh bất ngờ tấn công vạn lý tường thành ở Bắc Kinh. Du khách đứng trên tường thành đều bị gió mạnh quăng quật và họ phải dùng tấm nhựa để che mưa. Những năm gần đây, hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc đại lục. Và năm ngoái, mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Hà Bắc và Bắc Kinh. Nhiều vùng bị lũ tàn phá đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Đường hầm Trịnh Châu lại bị ngập, bão mạnh đổ bộ Phúc Kiến. Kính thưa quý vị, lũ lụt liên tục xảy ra ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc. Tình hình thiên tai đặc biệt nghiêm trọng ở những nơi như Hà Nam và Tứ Xuyên khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Cùng lúc đó, một siêu bão dự báo sắp đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến, Trung Quốc. Hôm thứ Ba, Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo rằng bão số 3 gây mi sắp đổ bộ vào miền Trung Phúc Kiến và các khu vực ven biển khác. Sức gió mạnh nhất có thể đạt tới cấp 10 trở lên. Lượng mưa lớn mà nó mang theo sẽ ảnh hưởng đến Giang Nam và các khu vực ven biển khác. Bão số 4 Prabidun cũng đã đổ bộ vào bờ biển Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam và các nơi khác trong ngày 22 tháng 7. Cục Khí tượng Hải Nam hôm thứ Hai đưa ra cảnh báo rằng sẽ có mưa lớn ở nhiều nơi tại Hải Nam trong 3 ngày tới. Cùng lúc đó, ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đang phải hứng chịu mưa lớn từ hôm thứ Hai, khiến khu vực đô thị ngập sâu, xe cộ và đường hầm đều bị ngập nặng và nhiều người bị mắc kẹt. Ông Dương, chủ một công ty ở Trịnh Châu cho biết, tôi cao 1m8 nhưng nước lũ lại dâng cao đến cổ và tai tôi. Mực nước ngang bằng với sự kiện ngập đường hầm Trịnh Châu vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Nước đã bắt đầu ngập từ 10 ngày trước và thiệt hại rất nghiêm trọng. Video trực tuyến cho thấy một người đàn ông nghi bị điện giật cạnh cột đèn đường ở quận Kim Thủy, thành phố Trịnh Châu. Một nhân chứng cho biết, vào lúc 7 hoặc 8 giờ tối, tôi thấy có nhiều người đứng ở phía trước và không chịu đi qua. Sau đó tôi nghe rằng có người đã bị điện giật. Gần đây, lũ quét và mưa lớn cũng xảy ra ở Nha An, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 2 giờ chiều ngày thứ Hai, 14 thi thể đã được tìm thấy và hơn 20 người vẫn đang trong tình trạng mất tích. Người dân tiết lộ, trạm thủy điện địa phương đã xả lũ khiến thiên tai ở địa phương trở nên trầm trọng hơn. Ông Trương, một người dân ở Tứ Xuyên cho biết, một số ngôi nhà đã bị cuốn trôi mà không để lại một chút dấu vết nào, thậm chí một viên gạch cũng không còn. Hai con sông kết hợp thành một con sông khiến thảm họa càng trầm trọng hơn. Kể từ đầu tháng trước, lũ lụt nghiêm trọng càn quét khắp Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cho đến nay, có ít nhất hàng trăm người đã thiệt mạng được báo cáo. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong thực sự do chính quyền Trung Quốc thường cố tình che giấu sự thật và giảm nhẹ tình hình thảm họa. Công dân Trung Quốc bị Hoa Kỳ truy tố vì buôn lậu 2 tấn tiền chất fentanyl. Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã truy tố một người đàn ông Trung Quốc có tên là Phương Mẫn Túc với cáo buộc buôn lậu một lượng lớn tiền chất fentanyl.
Các tài liệu từ Bộ Tư pháp cho thấy, bị cáo Phương Mẫn Túc, nam 48 tuổi đến từ Trung Quốc, phải đối mặt với 4 cáo buộc là âm mưu sở hữu, nhập khẩu, xuất khẩu và sản xuất fentanyl sau khi buôn lậu hơn 2.000 kg tiền chất fentanyl vào Hoa Kỳ. Nếu ông Phương bị kết án thì mỗi tội danh trên sẽ có hình phạt tối đa là tù chung thân và tiền phạt là 10 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết, chúng tôi cáo buộc bị cáo này đã nhập khẩu tiền chất fentanyl từ Trung Quốc với liều lượng đủ để giết chết hàng triệu người Mỹ. Ông Garland cho biết thêm, fentanyl là mối đe dọa ma túy nguy hiểm nhất mà nước Mỹ từng phải đối mặt và Bộ Tư pháp cam kết cắt đứt mọi liên kết trong chuỗi cung ứng fentanyl toàn cầu này. Được biết, Phiên Mẫn Túc đã bị bắt tại New York vào ngày 19 tháng 6 và bị truy tố vào ngày 17 tháng 7. Theo các tài liệu buộc tội, Phương Mẫn Túc và các cộng sự của ông ta đã vận chuyển trái phép hơn 2.000 kg tiền chất fentanyl từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ trong khoảng 100 hoạt động riêng biệt từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023, sau đó vận chuyển chúng đến Mexico, nơi các tiền chất được làm thành thuốc và cuối cùng vận chuyển trở lại Hoa Kỳ để bán. Nhằm ngăn cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn những hàng hóa này, Phương Mẫn Túc và các cộng sự đã khai báo chúng là hàng hóa có giá trị dưới 800 đô la, sau đó trộn lẫn chúng cùng với các mặt hàng nhập khẩu có giá trị thấp. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gần 75.000 người ở Hoa Kỳ đã tử vong vì fentanyl vào năm 2023, giảm nhẹ hơn so với con số khoảng 76.000 người vào năm trước. Mục sư Baron Biggs, một người phụ nữ tóc vàng, sẽ ám sát ông Trump lần nữa. Ngay từ tháng 3 năm nay, mục sư Mỹ Baron Biggs đã dự đoán đúng việc ông Trump sẽ bị bắn, đồng thời kể chính xác chi tiết về hiện trường ám sát, thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Gần đây, ông Biggs đã đưa ra một video mới cảnh báo ông Trump sẽ bị ám sát một lần nữa. Ông Biggs nói trong video, hãy cầu nguyện cho một người phụ nữ khác đang cố gắng ám sát cựu Tổng thống Trump. Tôi thấy cô ấy là một người phụ nữ tóc vàng với mái tóc xoăn kiểu Pháp, mặc một chiếc váy đẹp. Cô ấy trông giống như ăn diện để tham dự sự kiện, nhưng thực tế là cô ấy đang cố gắng làm hại Tổng thống Trump một lần nữa. Ông Biggs nhấn mạnh, chúng ta phải ngăn điều này xảy ra. Tôi đã cảnh báo và tôi cũng cầu nguyện với Chúa rằng bất kỳ ai trong nhóm của ông Trump đều có thể nghe được những gì mà tôi đang muốn nói. Những người trong nhóm của ông Trump nên chú ý đến điều này. Sau sự kiện vừa rồi, nếu là tôi sẽ thuê vệ sĩ mới. Rõ ràng Tổng thống Trump cần thêm sự giúp đỡ. Ông Biggs nói thêm về người phụ nữ lần này, chúng ta hãy cầu nguyện cho cô ấy để cô ta không ám sát Tổng thống Trump có được không? Trước đó, mục sư Baron Biggs đã dự đoán chính xác về ông Trump sẽ bị bắt như thế nào ngay từ tháng 3 năm nay. Đoạn video nói về dự đoán này đã lan truyền trên mạng xã hội. Một dự đoán khác gần đây của ông trên kênh YouTube Last Day cũng cảnh báo về thế vận hội ở Pháp. Ông nói trong chương trình, Chúa đã cho tôi thấy thế vận hội ở trong biển lửa. Tôi không thể kể hết những gì Chúa cho phép tôi nhìn thấy, nhưng đối với những người sống ở Paris, tôi muốn đưa ra lời cảnh báo cho các bạn. Tôi cầu nguyện cho thế vận hội, tôi sẽ không đi sâu vào tất cả sự việc. Chúa đã nói với tôi việc này, vì đối với một người mà nói điều đó là không cần thiết, nhưng nó cần thiết đối với một người ở Paris. Ông Biggs cũng đã cập nhật một dự đoán mới trên kênh YouTube Last Day vào hôm ngày 5 tháng 7 rằng nhân loại sẽ phải hứng chịu một trận dịch bệnh lớn hơn. Trong một video có tựa đề, Chúa đã cho tôi thấy một trận dịch sắp xảy ra và 350 triệu người sẽ chết. Mục sư Biggs cho biết, Chúa bất ngờ cho ông nhìn thấy một số cảnh tượng trong tương lai khi ông đang lái xe. Ông đã thấy một trận dịch còn đáng sợ hơn COVID-19 đang ập đến, tương tự như cái chết đen vào thế kỷ 14. Ông nói số người chết trong trận dịch này sẽ lên tới 350 triệu người. So với con số này, trận dịch virus corona mới năm 2020 chỉ là con số nhỏ. Cuối cùng, ông Biggs nhấn mạnh, con đường duy nhất để được cứu trong dịch bệnh là sửa đổi bản thân mình và sửa đổi tâm tính của mình. Ông cho rằng con người cần phải thay đổi từ bản chất để có được sự bảo vệ của Chúa. Còn nếu đợi đến khi dịch bệnh ập đến mới nghĩ đến chuyện thay đổi thì lúc đó đã quá muộn rồi.